Vũ chào mọi người nha. Thì đây là một mớ mình sẽ review lại cho các bạn về một số rắc rồi biết ông. Nhiều khi có những số rắc cơ bản thì mình đã review rồi, nhưng mà ở đây có những số rắc là mọi người ít gặp, nhưng mà những dành cho những cái công trình đó. Thì các bạn, những khách hàng nào đang cần cái phụ kiện mà xịn để bán, để có một cái bán dẫn tốt cho cái thiết bị âm thanh của mình thì mọi người có thể xem ở đây. Ở đây thì Vũ đây các bạn, hay đây là cái hộp của Neutrik nè, đấy, cái hộp nguyên bản của nó nè, nhập về để bán mấy phụ kiện dây là mấy bộ vàng cho khách hàng á, mọi người không? Đây là của thương hiệu Neutrik nha mọi người ha, đây là của Neutrik, đây, đó Neutrik ha, chính hãng, đó. Và cái thùng nó khi mà mình nhập nguyên thùng á, thì nó sẽ có những cái số 100 cái, đó, thì đây là rắc. Đó, mark in là các bạn thấy không nè, mọi người có thể thấy đó, có mà code các bạn có thể quét, đây là rắc chính hãng nha. Mà cái mặt hàng này thì ở ngoài thị trường cũng khá là nhiều hàng nhái nha các bạn ha. Thì các bạn sẽ hãy, nếu mà các bạn mà muốn mua những sản phẩm này thì các bạn tìm những cái đơn vị nào gần mà chúng ta cảm thấy uy tín á, để chúng ta mua, và sản phẩm này giá cũng khá là cao đó. Thì ở thời điểm hiện tại một cái sắt Speakcon nó khoảng đâu đó 100 mấy chục ngàn một đầu nha các bạn. Đó, 100 mấy chục ngàn một đầu. Thì đối với một sợi dây mà micro mà dài 5 m, xài dây Van Dam hay dây Summer cộng với hai đầu Neutrik á, Speakcon được và cái Neutrik á, thì nó dao động đâu khoảng tầm là 500 mấy đến 600 ngàn một sợi. Đó, Vũ gửi cho mọi người coi ha. Đó, đây, Vũ có hai đây, Vũ nhập đây, mở cho mọi người cùng xem. Đó, để mấy phụ kiện để Vũ làm, để lắp mấy cái vàng cho khách hàng đó mọi người. Đó, đó các bạn thấy không? Đó, cái đầu của nó nè, đây là cái bịch nó như thế này nè, trên bịch nó cũng có cái mã code đồ cụ thể lắm, từng cái một đó, 100 cái đó các bạn thấy không, một cái một đầu như thế này là 130 ngàn đó. Đó, đây là đầu đây là đầu rắc Neutrik đực nha mọi người ha, đây là đầu Canon đực đó, mọi người hay gọi là Canon đực á. Còn tên mà chuyên ngành là SM nè, đây chuyên ngành này đó phải không, nhưng mà thường thường Việt Nam chúng ta hay gọi là Canon á. Đó rồi nó, đây là đầu đực, còn hộp bên đây là đầu cái, nó có hai cái khác nhau nè mọi người ha. Đây là đầu cái thì giá nó cũng sẽ tương đồng với nhau, và hàng này thì ở trên thị trường cũng khá là nhiều hàng nhái đó, nên mọi người mua thì mọi người tìm những nơi mua để cho nó an toàn hơn. Và ở đây thì Vũ đang làm một cái hệ thống tủ đó, đây là hàng chính hãng nè, đó hàng chính hãng nó sẽ như vậy nè các bạn, đó cái cụm của nó như vậy, và nó cũng sẽ có số series cho đến email mọi thứ nè, số lượng 10 cái nè các bạn không, đó chính hãng nó sẽ như vậy đó. Rồi còn vấn đề mà phụ kiện thì Vũ sẽ, đây là đầu âm nha các bạn, đầu âm là chi, đầu âm là để Vũ làm giống như vậy nè mọi người, đây Vũ làm cho mọi người xem ở đây tại showroom Thiên Vũ nha. Thì khi mà Vũ làm như vậy thì khi mà khách hàng đến test á, thì ở đây Vũ đã gom tất cả những hệ thống dây tín hiệu, nên cái này sẽ test rất là nhanh cho khách hàng. Đó thì đây là gọi đầu âm nè, đó, còn đây là đầu nổi nè, đầu đực nè, nó đầu cái đi ha. Đó, như vậy thấy không? Vũ muốn test một cái con nào á thì Vũ sẽ dùng cái hệ thống này, ví dụ như Vũ muốn test cái con men này ghép với con van số này đánh với cặp lo này. Đó, Vũ đã làm sẵn hết rồi các bạn thấy không? Bây giờ cái tủ này là cái tủ rất là lớn, nó sẽ rất là nhiều hệ thống, và đây là tủ rồ. Mà mình sắp tới là mình sẽ làm một cái kệ tủ rồ test nhanh trong mọi, nói chung là khoảng hàng chục hãng loa, hàng chục mã loa, và khoảng tầm 10 cái men, và liên quan với một một van số, thì như vậy khách hàng đến sẽ test nhanh hơn. Đó. Đó đây là này để Vũ cho vô cái lỗ này nè. Đó mọi người thấy chưa? Đó khi mà Vũ test thì thay vì Vũ test cho mọi người thì sẽ không cần phải gỡ lo ra, mà chỉ cần muốn test lo nào thì Vũ tháo ra thôi, kéo ra và Vũ gắn vào lo đó thôi. Đó chỉ có vậy thôi, chứ không cần phải gắn trực tiếp vào lo nữa, để đỡ cực với lại mất thời gian. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Thanh Phương nha, đã xem nhiều video của bên em. Dạ thì nói chung là em làm những video mà ngắn gọn như thế này thôi á, thật ra là em cũng chia sẻ mọi người thôi. Thì những các bạn mà âm thanh nào mà đang kinh doanh đó, đang làm á, thì chúng ta coi, chúng ta chế những cái tủ như thế này nè, chúng ta chế những cái tủ như thế này thì mỗi lần mà khách mà có test á thì nó sẽ rất là nhanh, với lại thuận tiện cho các bạn nữa. chúng ta thể thay đổi rất là tư. Đó, đây là đầu âm, đây là âm đực nè, còn đây là đầu âm cái nè. Đó, đây đầu âm cái. Đó, nhưng mà hệ thống của Vũ thì Vũ sẽ xài đồ hãng hết, nguyên một đống này ha. Nguyên một đống này thì hiện tại Vũ nhập như vậy, nếu mà chúng ta mua bao gồm cuộn dây luôn á thì nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 25 triệu. Đó, chỉ đơn giản thôi. 25 triệu thì chỉ có hai hộp này với lại cái này thôi. Đó, 25 triệu. Thì đơn giản 25 triệu đầu tư cho một cái tủ test âm thanh cho khách hàng. Đó, xài đồ xịn hết, rắc xịn, dây cũng dây xịn luôn. Đó. Đó. Một cuộn này đâu đó khoảng 5 triệu mấy 6 triệu. Đó, cuộn dây tín hiệu Van Dam. Thì cái dây này nói chung là Vũ làm review cái sợi dây với những phụ kiện này thì mọi người cũng biết rồi. Thì những khách hàng cũng đã mua rất là nhiều phụ kiện Neutrik, nên Neutrik ở bên Thiên Vũ bán cũng rất là nhiều cho khách hàng. Nhiều khi khách hàng nâng cấp mua dây loa, dây đàn đó, thấy ghé Thiên Vũ mua rất nhiều nên Vũ sẽ nhập nhiều hơn. Nhưng mà dạo này dịch quá, hàng về nó hơi chậm ha mọi người ha. Đó. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video này. Đây, rồi sẵn tiện mình ghé ngang qua cái con ID14 nè. Đây là lo Nesl ID14 các bạn ha. Nesl ID14. Thì mình sẽ làm review sau. Mình tạm thời mình để đây. Mình review cái con này sau cho mọi người. Đó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngắn này của Vũ ha. Đây là những phụ kiện Neutrik. Thì về giá thì cái video này Vũ sẽ để giá ở bên dưới mô tả, mọi người bấm vô sẽ đầy đủ tất cả về giá cũng như là các mã phụ kiện. Thì mọi người có thể Vũ sẽ dịch ra tiếng Việt nữa, có một số mã là ghi bằng tiếng Anh thì sẽ dễ cho mọi người dễ hình dung hơn. Mọi người có thể mua, mọi người có thể liên hệ đến Thiên Vũ, mọi người có thể mua những sản phẩm phụ kiện như thế này nha, về âm thanh nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.